Xin chào các bạn, hôm nay Bun sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Lâu Quỷ Ảnh. Trước khi lắng nghe audio, các bạn nhớ like và share cho Bun nha. Còn bây giờ, mời các bạn đến với tập 5 của bộ truyện. Âu Dung Huy vẫn là không ngủ được. Lăng Tiêu nằm bên cạnh nghiến răng. Sau khi nghiến răng, chỉ chuyển sang ư ư a a và nói. Âu Dung Huy cảm thấy phiền nên đẩy hắn ra. Lăng Tiêu im lặng một lúc, lại bắt đầu vào ngáy. So với bên kia, hai người đàn ông một đen một trắng im lặng hơn nhiều. Âu Dung Huy chờ nghe tiếng riêng nghiến răng, ứ ớ nói mới hoặc là tiếng ngáy, nhưng không có. Hai người đó im lặng như là một món đồ không có sinh mệnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Đột nhiên, Âu Dung Huy cảm thấy mình đang nghi thần nghi quỷ. Có lẽ có vài người im lặng lúc ngủ, chỉ là mình gặp quá nhiều ma quỷ mà thôi. Đang suy nghĩ, chợt một tiếng động rất nhỏ truyền đến từ sát vách. Bạch Nguyệt thấy Âu Dung Huy tỉnh, cậu cười xin lỗi. Làm là cậu tỉnh à? Sau khi Bạch Nguyệt đứng lên, thì lấy áo đỏ với đường đỏ sâu trong túi, bừng nổi lên áp suất đi vào bếp. Âu Dung Huy tỉnh nhưng vẫn không ngồi dậy, y giả vờ ngủ, cố ý ở lại quan sát hành động của bọn họ. Có một chút cảnh giác nhưng phần nhiều hơn là tò mò. Lần Tiêu quay mặt vào trong tường ngủ ngon lành, chiếm đoạt hơn cả một nửa cái giường, nóng người, hắn lại ngáy. Âu Dương Huy bực bội là đẩy đẩy, xong hình như Lăng Tiêu nằm mơ, đạp chân một cái. Một cú này đạp trúng đùi của Âu Dương Huy. Âu Dương Huy ăn đau, muốn chống người ngồi dậy mắng cho cậu vài câu, nhưng ngẩng đầu thì cậu nhìn thấy Lý Trình đang ngồi im lặng ở mép giường đối diện từ lúc nào. Anh ta tỉnh từ lúc nào, rốt cuộc đã ngồi đó từ bao lâu rồi? Âu Dung Huy bắt đầu đổ mồ hôi, thấy mình không giả vờ ngủ được nữa, đành phải ngồi dậy chột dạ cười với Lý Trình. Lý Trình dời ánh mắt, lỡ lãng đãng nhìn xuống dưới. Mùi táo đỏ bay từ trong phòng bếp, chốc lát sau Bạch Nguyệt bỗng dưng bưng hai bát canh táo đỏ, đưa cho Lý Trình và Âu Dung Huy. Lý Trình lạnh lùng lườm Âu Dung Huy, mặt anh tối sầm, cả hai không nói tiếng nào hết. Âu Dung Huy chép miệng một cái, mùi vị không có tệ nha. Cái gì mùi vị không tệ? Lăng Tiêu dụi mắt, mờ mờ màng màng. Trong nồi còn đó cậu thích thì ăn nhiều một chút. Bạch Nguyệt vui vẻ và nói. Nhưng Lý Trình không vui, anh ta nghiêm mặt đứng lên, không muốn tốn quá nhiều thời gian, mặc xong quần áo mở cửa đi ra ngoài. Này này Lý Trình, Bạch Nguyệt đuổi theo, chờ chờ tôi với. Lý Trình đã đi xuống lầu, Bạch Nguyệt không biết anh ta có chuyện gì, cậu lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh ta ăn giấm à? Lăng Tiêu thì thầm hỏi Âu Dung Huy. Âu Dung Huy lườm hắn một cái, sau đó mới nói với Lý Bạch. Tôi có thể mượn điện thoại dùng một chút hay không? Một cái điện thoại màu trắng được đưa tới. Gọi xong cứ để ở trên giường là được. Rồi xoay người đi. Chờ chút, còn chìa khóa thì sao? Có cần chìa khóa hay không? Ừ, không cần chìa khóa. Bạch Nguyệt bỏ lại một câu, rồi liền vội vàng đóng cửa chạy đi mất. Căn phòng nhỏ trống không, chỉ còn lại hai người nhìn vào nhau. Lăng Tiêu chiêu ghẹo và nói, cũng đúng, cho dù ăn trộm có tới cũng sẽ khóc và chạy ra ngoài. Âu Dung Huy vịn tường cà nhắc đi dạo bốn phía. Tất cả tài sản trong căn phòng nhỏ này chỉ có hai cái giường, còn là thứ đáng giá nhất, e rằng chỉ có thể là chiếc điện thoại màu trắng kia. Trong nhà bếp thì chỉ có một thứ duy nhất là nồi áp suất, còn một đống táo đỏ đường đỏ. Còn toilet thì chỉ có một vài vật dụng cá nhân đơn giản. Có bát không? Lăng Tiêu ngửi thấy mùi táo đỏ lúc nãy nên tới giờ vẫn còn nghĩ về nó. Có hai cái bát, đúng là đau trứng. Âu Dung Huy lặng lẽ dọn dẹp, sau khi rửa sạch sẽ thì múc táo đỏ cho Lăng Tiêu. Mùi canh táo đỏ thơm ngon ngon miệng, đây chính là món ăn duy nhất trong căn phòng nhỏ. Cúi đầu nhìn vào điện thoại, đời nhất mới nhất, siêu mỏng cảm ứng, không thể vẫn biết theo kịp thời đại. Nhưng Âu Dung Huy vừa mới xem ra đã hoàn toàn hóa đá. Điện thoại không lên mạng được, danh bạ trống rỗng. Điện thoại mỏng dính, sạch sẽ đến mức như là mới sản xuất. Trông giống như là mất không có gì cả. Được rồi, bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt mấy chuyện này. Âu Dung Huy nhanh nhẹn bấm lấy một dãy số. Nửa giờ sau, Lăng Tiêu mặc quần áo lộn xộn xuất hiện bên lề đường. Xe thể thao sang trọng vẫn dừng ở vị trí đó. Tài xế mở cửa ra, ném một đống hành lý bao lớn bao nhỏ trước mặt của hắn rồi nhanh chóng rời đi. Đầu óc của Lăng Tiêu bỗng chốc lóe lên, tiếng chuông điện thoại di động truyền đến từ trong túi hành lý. Lăng Tiêu nhận ra đây là điện thoại của mình. Hắn dở hành lý, móc điện thoại ra là số lạ. Lăng Tiêu, xe tới rồi, đem hành lý lên đi. Trời trời, cậu xem, tôi là đại tớ cậu hay sao? Bổn gia đại đây, đường đường là một nhà thiết kế, là nhân tài trụ cột trong công việc xây dựng cứu quốc.
Từ khi nào lại biến thành công nhân bốc vác của cậu hả? Lăng Tiêu, chân chân tôi bị thương rồi. Chuyện này ai ai làm? Cậu làm chứ ai? Đi nhanh lên, đừng có mà lãng phí thời gian. Cúp điện thoại, dù bận nhưng Âu Dương Huy vẫn đang ung dung ngồi ở mép giường để mở cửa, chờ Lăng Tiêu trở về. Chợt một giọng nói từ đâu bay tới. Xin hỏi cậu có nhìn thấy con của tôi không? Âu Dương Huy giật cả mình, ngẩng đầu lên. Ngoài cửa là một cái bóng đen đang đứng. Lăng Tiêu thở hổn hển, xách bao lớn bao nhỏ bò lên. Trong lòng đã sớm hỏi toàn bộ hộ khẩu của Âu Dương Huy một lượt. Lúc lên đến đầu năm, chợt hắn mới phát hiện dừng một chút, cẩn thận thăm dò từng ly từng tí. Trong hành lang rất yên lặng, thế nhưng đờ mờ tại sao phòng mình lại mở ở như thế? Ánh mắt nằm xuyên qua cửa, rải xuống hành lang. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cách vạn dặm không nhìn thấy mây. Ánh nắng chói chang, Lăng Tiêu bĩu môi, vì là ban ngày nên bầu không khí kinh khủng bị ánh nắng hoàn toàn không ít. Hắn cố gắng không nhìn cánh cửa mở ra, bình tĩnh tiếp tục leo cầu thang. Lầu 6, ánh mắt càng lúc càng chói hơn, Lăng Tiêu thở hổn hển rõ cửa. Cửa mở, đầu của Lăng Tiêu định khi nuốt sơn hà, mắng chửi một trận nhưng lúc này thấy sắc mặt tái mét cùng với bộ dạng đẫm mồ hôi của Duy Dương Huy. Toàn bộ cơn giận bị hắn ép xuống ngực. Nhanh nhanh vào nhanh vào. Nhìn đại sư có vẻ rất gấp gáp, Lăng Tiêu không dám thất lễ, tức tốc xách cái bao lớn và bao nhỏ vào phòng. Đóng cửa rồi, Âu Dung Huy mới chậm tỉnh lại. Sao thế? Lăng Tiêu nhìn sắc mặt của đại sư khác thường liền biết chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Lúc cậu đi lên lầu có nhìn thấy ai hay không? Hả hả? Không 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 có. Sắc mặt của đại sư rất là nghiêm túc, tự mình mở hành lý. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn kinh ngạc. Cậu mang theo quần áo tới đây làm gì? Âu Dung Huy không đáp mà chỉ tiếp tục dỡ quần áo của Lăng Tiêu ra ném cho hắn một bộ. Lăng Tiêu cầm quần áo đứng sừng sờ tại chỗ. Lăng Tiêu, cậu nghe cho kỹ đây, chúng ta không thể đi. Âu Dung Huy móc ra một xấp giấy vàng, chuyên dùng để vẽ phù chú, một cây kiếm gỗ đào, một hộp tiền, rồi tiếp tục lật qua lật lại, cuối cùng móc ra một ít thuốc với băng gạc. Y cuốn ống quần lên, bằng đầu băng bó vết thương trên đầu gối. Lăng Tiêu ngồi trên mép giường, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe đại sư nói chuyện. Tiếng nói trầm thấp, lại đầy từ tính từ đại sư vang lên. Chắc chắn vì nguyên nhân nào đó nên những thứ kia mới chuyển chúng ta về đây. Thuốc vừa bôi lên xong liền thấm vào vết thương, cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt. Hai mắt của Âu Dương Huy đã đỏ lên khó chịu, hịt hịt mũi, nhưng y vẫn cảm thúc tiếp xúc vào bôi thuốc. Chúng ta không thể trốn tránh trận pháp cả đời, vì dù sao cũng phải có người chấm dứt chuyện này. Giọng điệu của cậu càng nghe càng không chắc. Đại sư à, cậu đừng có khóc được không? Sẽ không may mắn đâu. Lăng Tiêu đau khổ đưa khăn tay qua, Âu Dương Huy cầm lấy lau mũi. Thật ra Âu Dương Huy cũng không muốn thất thố như thế, vốn từ nhỏ đã rất sợ đau, vừa thấy máu là choáng. Vết thương nhỏ có thể nhìn một chút, cũng như là vết thương lớn đã tự động đổi trạng thái thành khóc bù lu bù loa. Cũng may từ nhỏ y vẫn luôn rất cẩn thận không để bị thương. Lần này thiệt tình mà mọi thứ đều là ngoài ý muốn. Nếu nếu bọn chúng muốn chuyển chúng ta đến đây thì dù cho chúng ta có đi đâu cũng chắc chắn sẽ không thể chạy thoát được kiếp nạn này. Trong lòng của Lăng Tiêu hơi động. Hả chú chúng ta? Đúng là chúng ta. Âu Dung Huy xuyên qua hai mắt ân cần, mớ nước, ồ nhìn vào mu bàn tay. Vết tích hồng hồng kia vẫn chưa biến mất, ngay cả màu cũng không nhạt đi, giống y như là một hình xăm. Y như là không hiểu hàm ý trong đó, nhưng 89 phần chắc chắn là có liên quan đến tòa nhà này. Âu Dung Huy thở dài. Ngay cả tôi cũng trúng đạn rồi này. Một tiếng thở dài này xen lẫn vào ngọt ngào, một nỗi bi ai xen lẫn u oán nói không nên lời. Một tiếng thở dài này xen lẫn ngọt ngào, một nỗi bi ai xen lẫn u oán nói không nên lời. Tất nhiên đây chỉ là ảo giác. Âu Dung Huy chỉ là tùy tiện nói một câu, nói xong còn kích thích cái mũi, hợp với hoàn cảnh. Trong lòng của Lăng Tiêu lập tức có cảm giác tràn đầy tội lỗi vì bắt nạt con nít. Nhưng cảm giác tội lỗi này lập tức bị câu nói tiếp theo của đại sư đập cho tiêu tan không thấy tăm hơi. Lăng Tiêu, đêm nay chúng ta sẽ ở lại. Cái gì? Ở lại đây, mẹ nhà nó, tôi trốn còn không kịp mà cậu lại muốn ở lại à? Trong nháy mắt, đầu óc của Lăng Tiêu trống rỗng, cạch cạch mấy tiếng, chết cháy. Đêm nay chúng ta là đợi nó tới, nhìn xem rốt cuộc nó là muốn cái gì. Lăng Tiêu, cậu dọn dẹp đồ đạc một chút rồi dìu tôi. Một quyền lao tới, đánh cho hồn của Lăng Tiêu quay về.
Nửa tiếng sau, dưới sự uy hiếp của đại sư, Lăng Tiêu cầm bao lớn bao nhỏ, một tay cần phải phân ra, dìu Âu Dung Huy. Lúc đi xuống lầu lộ ra vẻ mặt bất lực, tầm lung lay sắp ngã. Tiếng đóng cửa truyền đến hành lang rồi âm thanh khóa cửa vang lên. Một lát sau, Trần Tam ngâm nga hai tiếng xuất hiện ở đầu cầu thang. Nhìn thấy Lăng Tiêu sốc thết như thể đang trong mưa gió, Trần Tam cảm thấy bước qua nhanh giúp đỡ. Nếu như Âu Dung Huy là thiên thần giáng thế đêm hôm nay, thì bây giờ Trần Tam tính là cứu tinh của giáng thế. Tay chân của Lăng Tiêu đau nhức cảm động đến rơi nước mắt, vai ù thịt bắp thật là tốt. Khiêng hết biết bao nhiêu bao lớn bao nhỏ trên người mà nước chân nhanh nhẹ tên, không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Lầu năm, trên hành lang trống rỗng bỗng có cơn gió thổi qua. Rầm một tiếng, cánh cửa đang mở lại đóng sập ngay tức khắc. Trần Tam ngẩng người, tập trung quan sát xung quanh. Âu Dung Huy lén lút quan sát Trần Tam. Trên người của Trần Tam này tỏa ra cảm giác cứng rắn như là chính trực. Tuy mênh mông như biển, nhưng lại rất khiêm tốn. Rốt cuộc, anh trai co to này có địa vị gì? Trần Tam không nhìn thấy ánh mắt của Âu Dung Huy, anh ta hiên ngang đi mở cửa, nhưng rõ ràng là cửa không khóa. Thử mấy lần vẫn không mở ra được. Có thứ gì đó đã ngăn cản. Trần Tam lén lút bấm thủ quyết, lặng lẽ khoa tay múa chân một chút, rồi thử lại lần nữa. Cửa đã mở ra. Ánh nắng sung túc trong căn phòng nhỏ, trông không có một chút lo lắng nào. Trần Tam để hành lý xuống đi dạo một quanh căn phòng nhỏ. Anh ta sờ sờ cằm, trong mắt có chút mê man. Âu Dung Huy móc ra một tấm gương từ trong hành lý rồi lấy tiếp bùa với đinh y đưa đến cho Lăng Tiêu. Cầm cầm, treo ở đầu giường. Nếu tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cái gương bị vỡ, vậy chỉ cần treo một tấm gương khác là được. Dáng người của Lăng Tiêu rất cao, chỉ cần ngón tay chạm vương đã có thể đụng đến vị trí tấm gương treo. Chỗ đó có một cái đinh sẵn. Tiêu xem mèo vẽ hổ, cầm đũa đóng đinh bắt đầu treo gương. Trần Tam tò mò, sao cậu lại treo ngược vào cái gương vào hướng trong phòng? Lăng Tiêu mờ mịt và nói, vốn chỗ này có một cái gương, mặt gương được hướng vào trong phòng. Lời nói còn chưa dứt, tấm gương vừa treo xong xoảng một tiếng, bể nát đầy chất. Âu Dung Huy bình tĩnh móc ra một chiếc gương mát quái đưa cho Lăng Tiêu treo lên. Gương mát quái dùng để chứng tà, tích tai. Vừa treo xong tấm gương lại choảng một tiếng rơi xuống, nứt thành mấy mảnh. Vẻ mặt của Trần Tam tim nút hẳn lên. Cậu bạn Lăng Tiêu, cậu không thể ở căn phòng này được nữa. Chúng tôi cũng không đi đâu được. Dường như Âu Dung Huy sớm đã tính đến chuyện này, y hoàn toàn không mang móc phù chú ra bắt đầu dán lên tường. Nhưng không ngờ bùa chú cường dán lên tường lại rơi xuống không ổn chút nào. Âu Dung Huy lại lục lọi hành lý, sau đó móc keo dán vạn năng ra. Vô cùng chuyên nghiệp, quyết keo lên một tờ giấy dính chặt lên tường. Nhìn đi, đây mới gọi là dân chuyên nghiệp. Lăng Tiêu nhìn phù chú dán khắp tường, trong lòng lại quỳ xuống hát chinh phục một lần nữa. Trần Tam như có điều gì suy nghĩ, liếc nhìn Âu Dung Huy, cũng vừa lúc đúng Âu Dung Huy đang nhìn vào anh ta. Trần Tam thở dài vỗ vỗ Lăng Tiêu, lúc đi qua Âu Dung Huy, Âu Dung Huy ôm quyền lễ với anh ta. Trần Tam cũng chắp tay trước ngực trả lễ, sau khi anh ta ra ngoài cũng không quay đầu, tiếng bước chân đều đều dần dần biến mất trong hành lang. Hôm nay, Nam Nam rất là phiền muộn. Cả ngày Lý Trình vắt bộ mặt đen sì không nói chuyện với Bạch Nguyệt một câu. Một ngày làm việc im lặng đến trạng vạng tối, bọn họ tan tầm sớm. Người đi, người đến, người đi vào trong cũng rất náo nhiệt. Mùa thức ăn, tản bộ, tan học, tan tầm, Bạch Nguyệt bắt đầu tìm chủ đề. Ơi, nhiều người thật đấy. Một câu nói bâng quơ nhưng lại không ai đáp lại, Lý Trình làm bộ như không được nghe thấy. Bạch Nguyệt bị quê độ nên đành phải nói thẳng. Cậu đang giận tôi à, tôi đã làm gì sai nào? Lý Trình quay đầu chỗ khác, không trả lời cậu. Trước cửa siêu thị có một nhân viên gào to, phát tờ rơi, một bản hiệu thực bày ra ngoài. Bên trong tràn ngập hàng hóa giảm giá, hàng hóa thực phẩm ăn chay, vật dụng thường phẩm hỗn hợp được bày bán hạ giá. Một tờ rơi đưa qua, Bạch Nguyệt nhận lấy nhìn sau đó nói với Lý Trình. Chúng ta vào đó dạo một vòng đi. Đồ dùng trong siêu thị rất là phong phú, mới vào thời đại của Bạch Nguyệt chỉ có là nhà tranh dây cỏ. Ngày thường ngoại trừ cứt cuốc chăn trâu thì không có gì để giải trí. Mãi mãi chỉ có thể là bầu trời và đất Ba Gian. Thôn quê nhỏ nhắn cần cỏi, đời đời kiếp kiếp chỉ có việc canh tác. Trẻ con lớn lên rồi lấy chồng, cưới vợ sau đó tiếp tục sinh em bé. Một đời nối tiếp một đời, sinh sôi đẻ cái.
Nhưng cái nghề của một thế hệ trước đã mãi kéo dài đến đời sau, mãi mãi không chạy thoát khỏi vận mệnh. Thế giới của cậu chỉ có nhà tranh và mảnh đất này cày cày nhỏ nhỏ bên cạnh. Mãi đến khi triều đại thay đổi, chiến tranh thiêu đốt đi thôn làng nhỏ bé, sau khi cậu chết, bước ra ngoài thế giới nhỏ bé của mình, đi đến nay là một nơi gọi là âm phủ. Lúc nghĩ lại thì đã nhiều năm trôi qua, cứ như thể thế giới đột ngột biến hóa, nghiêng trời lệch đất chỉ là trong nháy mắt. Lúc nhàn rỗi Bạch Nguyệt thích đi dạo, xem như là người bình thường hòa nhập vào cuộc sống. Đối với lời rủ rê của Bạch Nguyệt, Lý Trình tiếp tục làm bộ dạng như không nghe thấy. Bạch Nguyệt nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Lý Trình, trong lòng cũng bị chọc tức, rõ ràng còn không biết tại sao Lý Trình cáu kỉnh. Nếu thích giận hờn thì cứ giận đi, tôi không để ý tới cậu đâu. Tự mình lo quay người biết bao siêu thị, lúc đi vào còn lén lút quay đầu nhìn. Nếu bình thường kiểu gì Lý Trình cũng sẽ không nói một lời đi theo, nhưng lần này thì không, bóng đèn đen nhánh kia tiếp tục đi thẳng về phía của một người ở ngoài phía ngoại thành. Bạch Nguyệt hờn giỏi thì hờn giỏi rồi, nhưng vẫn còn quan tâm đến cậu và nói: "Tôi đi mua ít đồ ăn, còn cậu về trước đi." Lý Trình đã đi qua khúc cua, cũng không biết tiếng nói của cậu có truyền đến tai của anh hay không. Từ ngày mua nồi áp suất của Bạch Nguyệt, bắt đầu cảm thấy mình đang giống như là một người bình thường, chỉ ít trong tay còn có một chút vật chất, có thể cùng còn sống liên hệ một chút. Lúc cậu cầm cái túi căn phòng bước ra, trời đã tối đen. Có hơi mệt mỏi một chút, Bạch Nguyệt muốn buông cái túi, xoa xoa vài đau nhức. Trên vai cậu có một vết sẹo khổng lồ. Dù có đã qua nhiều năm, nhưng vết sẹo vẫn không biến mất, trông nó như là bị cắt đứt rất là mạnh mẽ, tiết cả xương. Nếu Bạch Nguyệt dùng sức tay quá lâu, vết sẹo lập tức sẽ ưng sưng, đau nhức dữ dội. Lý Trình nói đây là nơi vết thương cướp đi mạng sống của Bạch Nguyệt, nhưng Bạch Nguyệt cũng chỉ cười một tiếng cho qua. Chuyện đã trôi qua từ lâu rồi, nên Bạch Nguyệt cũng không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết khi đó rất đói và rất đói, đói đến choáng váng hoa mắt, thậm chí cậu không mở mắt được. Trong cơn mông lung, cậu nghe thấy có rất nhiều tiếng người nói chuyện, rất là ồn ào, xung quanh như là bị lửa đốt thiêu, nóng hầm hập, không bao lâu sau, cảm thấy cơn đau rất là dữ dội. Cậu vội vã mở mắt ra thì thấy đang ở âm phủ. Không giống như Lý Trình, một màn ký ức trước khi chết vẫn chưa phai. Có thể quên có lẽ chính là một loại may mắn. Ngay lúc Lý Bạch ngẩng người, một cánh tay thò qua cầm lấy cái túi nhấc lên. Lý Trình nghiêm mặt đi về. Trên đường đi im lặng như cũ, Bạch Nguyệt có hơi áy náy. "Nặng không? Để gửi tôi xách cho." Lý Trình làm bộ không nghe thấy, Bạch Nguyệt nhếch miệng, không biết nên khởi chủ đề gì. Một đôi tình nhân trẻ tuổi đứng bên cửa ngoài trống trộm, người nam đeo kính đang nhã nhặn, còn người nữ đang quặn tóc lại. Mặc dù đứng chung một chỗ, nhưng không ai nói lời nào, giống như đang đùa giỡn. Tóc quăn gợn sóng, thấy hai người Bạch Nguyệt đi tới, bên mặt cô có vẻ như khẩn cầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn Bạch Nguyệt, móc chìa khóa ra mở cửa trống trộm. Gã đeo kính thì trợn mắt một cái, tóc quăn gợn sóng: "Đồ ngu, sao lúc ra ngoài không mang theo chìa khóa?" Nói xong rồi y xoay người bước vào trong, dường như tóc gợn gáy sẫm thấy như có oan ức. Sự tức giận kìm nén trong lòng đột nhiên bạo phát, cô đứng tại chỗ ấm ức, rống với gã: "Lúc đầu em có mang chìa khóa, nếu nếu không phải vì anh bắt em thay quần áo, em đã không..." "Hả? Giờ quay sang là trách tôi hay sao?" Nhìn thấy cánh cửa chống trộm đóng khép lại, gã đàn ông đeo kính cười lạnh một tiếng, khinh thường người đi ra, để mặc cho cửa chống trộm tự đóng lại lạch cạch đóng lại. Một ít tôn nghiêm cuối cùng cũng khiến cho tóc gợn sóng nhất quyết không chịu gõ cửa. Cô cắn môi, nước mắt lưng tròng. Bạch Nguyệt tốt bụng quay trở lại mở cửa. Lúc này tóc gợn sóng mới đẩy cửa, nói nhỏ: "Cảm ơn." Gã đeo kính đi rất nhanh, giống như là trốn chui trốn nhủi trên cầu thang. Tóc gợn sóng đi chậm rãi đi về phía sau, vừa đi vừa lau nước mắt. Lý Trình không giải thích được, nhẹ nhàng hỏi: "Cuối tuần?" Bạch Nguyệt gật đầu: "Ừ thì cuối tuần." Âu Dung Huy đang rất bận, thế ngay chiều hôm nay ấy vội vã trở về quán bar. Tất nhiên Lăng Tiêu không chịu đợi một mình ở nhà trọ, vì thế cũng vội vàng đi theo. Lúc đến quán bar, chuyện thứ nhất Lăng Tiêu làm là như được đại xá phóng vào nhà vệ sinh. Mấy phút sau, Âu Dung Huy thấy Lăng Tiêu niềm vui chừng vui vẻ đi ra, y gần như có thể khẳng định: "Cậu nhịn từ nãy đến giờ à? Còn con mắt nào của cậu thấy tôi đã nhịn?" Nét mặt của cậu lúc lúc này đang bán đứng cậu. Lăng Tiêu không thèm tranh luận đề cao đề thấp với y nữa. Hắn cảm thấy sau khi vừa xả nước xong thì vừa đói vừa khát, nên tùy tiện đi vào ghế lô đắt tiền ngồi xuống.
cầm menu vẫy phục vụ tới gọi món. Âu Dung Huy nhìn hình ảnh của Lăng Tiêu lười chảy thay, có thành kiến. Lăng Tiêu, mấy ngày nay Lăng Tiêu ở chung với Âu Dung Huy, hắn thấy rằng y cũng bằng tuổi nên đã sớm tự động xem địa vị của đối phương ngang bằng mình. Gì mà khách hàng trả với khách hàng, kệ mẹ nó, cao phú soái gì đều là bay bay, trước phải giữ cho cái mạng nhỏ của mình rồi nói tiếp. À không, trước khi giữ cái mạng nhỏ phải nhét đầy bụng cái đã. Nhân viên phục vụ nhỏ khó xử nhìn vào khách hàng rồi nhìn ông chủ của mình. Ông chủ nháy mắt, đi làm chuyện của cậu đi, đừng để ý đến hắn. Khách đang say sưa cầm menu ngon lành, rồi thầm thì gì đó rồi rất lâu nhưng không thấy có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc này ông chủ của quán bar Âu Dung Huy đang nhìn mình từ trên cao xuống. Âu Dung Huy nhíu mày, dìu tôi đi lên. Tại sao? Lần tiêu bất mãn, hắn từng gặp qua người yếu ớt nhưng chưa từng thấy ai yếu ớt như vậy, chẳng phải chỉ bị thương chảy máu ở đầu gối thôi sao? Chỉ có vậy mà thôi. Hắn nâng mắt lên hướng cầu thang mà ra ám hiệu. Tôi mệt rồi, cầu thang có cầu thang thì tự đi đi. Trong lòng hắn nghĩ, tao có phải là người ở của mày đâu. Cậu muốn sống thì cứ làm theo lời của tôi đi. Âu Dung Huy vịnh chỗ tự lưng ghế sofa, xoay người thì thầm. Hơn nữa, 800.000 nhân dân tệ tiền thiết kế, tôi có thể tìm công ty khác để ký hợp đồng. Các nhà thiết kế trong công ty của Lăng Tiêu đều được trích phần trăm. Tiền thưởng chiếm được từ hợp đồng là 7%. Lăng Tiêu lập tức dọn dẹp đám mây mù, nhìn trăng sáng trong đầu óc. Một chuỗi số thật dài bùng nổ trong đầu như phắn pháo hoa. Không không không, không được để tiền mê hoặc. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, phải giữ vững uy nghiêm của một nhà thiết kế. Lăng Tiêu tự khen mình, cho rằng đại sư thu thập vật dụng xung quanh bây giờ bày trận pháp. Nhưng kết quả vừa đến vừa lâu, Âu Dung Huy lục lọi tủ quần áo lấy ra một tấm thảm, lại lấy ra thêm một vài quần áo vest, nhanh gọn nhét vào trong vali. Sự thật vô tình khiến cho Lăng Tiêu đình công cần nữa. Hắn nằm trên giường lớn, nhất quyết không chịu đi. Cậu muốn đi về nhà thì tự mình đi đi, cho dù như thế nào tôi cũng không đi đâu. Lăng Tiêu, gương bình phong đang được đặt làm, mấy ngày nữa người ta mới mang tới. Hả? Vậy thì sao? Không phải chỉ là một tấm gương thôi sao? Hừ, tôi đủ sức bồi thường. Lăng Tiêu, đó là mắt của trận pháp phòng ngự đấy. Âu Dung Huy nói thẳng, hơn nữa, bồn vạn niên thanh niên dưới căn lầu cũng đã chết héo. Chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn mà bồn vạn niên thanh đã khô héo hoàn toàn. Vì ánh sáng trong quán bar mờ tối nên có lẽ không thấy rõ Âu Dung Huy nhạy bén cảm nhận được. Đám thực vật kia đã sớm không có dấu hiệu của sự sống. Trận pháp đã mất hiệu lực. Nếu cậu muốn sau khi tỉnh lại nhìn thấy mình ở một nơi xa lạ nào đó, vậy thì cậu cứ việc ở lại. Âu Dung Huy vừa vác hành lý lên, vừa mới muốn đi, nhưng tiếc rằng vừa đi được hai bước thì đầu gối phát đau. Y đành vịnh tường, len lén nhìn về hướng của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không nhúc nhích, chỉ giả vờ chết. Gió nổi, mây phun sấm sét vang dội trong đầu của hắn một lát. Cuối cùng vẫn là quẹt sạch sẽ mây mù, nhìn trăng sáng giác ngộ đứng lên. Thành thật bám theo cọng cỏ cứu mạng đi xuống lầu. Ban ngày Lăng Tiêu vẫn là khá bình tĩnh, nhưng đến trạng vạng và vạn tối, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, Lăng Tiêu bắt đầu đứng ngồi không yên trong căn phòng nhỏ. Âu Dung Huy đưa lon bia lên. Cậu có uống hay không? Lăng Tiêu cắn răng lắc đầu. Sợ không nhịn nổi. Âu Dung Huy nói tẹt móng heo. Lăng Tiêu đỏ mặt. Âu Dung Huy tiều tiện vịnh tường chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, cố ý đóng mạnh cửa cái rầm. Tiếp đó là bên trong vang lên tiếng sột soạt, rồi tiếng nước truyền ra. Một lát sau tiếng nước ngừng, Âu Dung Huy bày vẻ mặt thoải mái bước ra ngoài khiêu khích nhướng nhướng lông mày. Lăng Tiêu cắn răng, cũng đứng lên nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Chợt hắn nhìn thấy Âu Dung Huy muốn đi liền vội vã la lên. Cậu đừng đi. Hả? Lăng Tiêu không để ý tới y, hắn đi vào khép cửa. Cậu không được đi đâu đấy. Được, tôi không có đi. Âu Dung Huy khoanh hai cánh tay trước ngực, thả lỏng dựa tường. Tiếng nước ào ào vang lên đồng thời xen lẫn với tiếng nói của Lăng Tiêu. Này, sao? Ừ, không có gì. Không tới mấy giây, tiếng nói của Lăng Tiêu lại chuyện lại. Này, đây tôi đây. Tiếng nước ngừng, tiếng nói và tiếng kéo khóa quần soạt soạt một cái. Lúc Lăng Tiêu đi ra, trông có vẻ mặt vô cùng thoải mái. Âu Dung Huy đang muốn chế giễu vài câu nhưng lại nâng mắt lên nhìn thẳng sau lưng của Lăng Tiêu, thấy một cái bóng. Đối với sự xuất hiện của nó, Lăng Tiêu hoàn toàn không biết gì cả.
Sau khi hắn đi một chuyến vào khu đất cấm, tựa hồ mở ra một khúc mắt, lấy là sức mạnh, Lăng Tiêu liền ngồi xuống mép giường. Hắn khắc khổ, cổ cả ngày, giờ chỉ muốn uống bia. Dù sao đại sư ở đây, sợ cái gì chứ? Phù chú dán đầy trong phòng, Âu Dung Huy như cũng đã có điều gì đó suy ngẫm về nhà vệ sinh. Sau đó y lấy ra một cái gương bát quái, cỡ nhỏ trong hành lý rồi tiếp tục lấy một tờ giấy, viết đầy chữ, cuối cùng lấy ra một cái đĩa nhỏ. Lăng Tiêu, cậu đi tìm hai người tới đây nữa. Âu Dung Huy dọn ra một cái bàn ở nhỏ ở góc nhà. Bộ là thiếu hai tay chưa mặc chuột à, nhanh lên. Đại sư trừng mắt, Lăng Tiêu hậm hực đi ra ngoài rồi sau đó lại rầu rĩ. Đêm khuya khoắt như thế này tìm đâu ra ai đây? Trần Tam chắc chắc lại đi nhậu, Mộng Mộng chắc chắc nửa đêm mới về. Vậy thì còn lại. Lý Trình nhìn thuốc tiêu sân trước mắt, anh ta cười lạnh rồi biết rõ con hỏi cả cậu. Đây là cái gì? Thuốc. Bạch Nguyệt lại móc ra một ít bông ngoáy tai từ trong cái túi đưa tới. Bôi ít thuốc rồi sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Trên tờ quảng cáo sản phẩm hạ giới có nói đây là thuốc mới vừa ra thị trường, giảm nhiệt, giảm đau, cầm máu tiêu sưng, bôi một lần sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức. Lý Trình vô thường, có ý sờ sờ cánh tay, chắc chắn vết thương vẫn chưa lành, Bạch Nguyệt vẫn là chưa nhận ra được mình lại làm chuyện thừa thãi. Cậu mua bao nhiêu lọ? Thì 10 lọ. Dưới sự đề cử cực lực của nhân viên cửa hàng, xem xét nữa Bạch Nguyệt đã ôm một thùng về nhà, nhưng đáng tiếc cậu không đủ tiền nên chỉ có thể mua 10 lọ. Lý Trình buông tiếng thở dài, đặt chén canh táo đỏ xuống, nhận lấy lọc nước, vén tay áo lên. Một mảnh đỏ xuất hiện trên bàn tay là vết thương bị phỏng. Tiếp tục hướng lên, có một vết sẹo bị khâu lại trên da. Lý Trình kéo ống tay, áo che lại vết sẹo, lạnh lùng nhìn vào Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt dời tầm mắt im lặng mà ngồi xuống. Nói tới Lý Trình, phải quay lại lúc Bạch Nguyệt còn làm ở việc ở Đông Phủ. Lúc ấy, Lý Trình còn là một du hồn trôi bồng bềnh ở nơi hoang dã, xung quanh tản ra oan điểm mãnh liệt. Nếu bỏ mặc không quan tâm, chờ nó hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt qua một thời gian rất có thể sẽ biến thành ác quỷ làm hại nhân gian. Thế là bệnh cũ của Bạch Nguyệt tái phát, cậu sang vào việc cầu hồn cho người khác, mang Lý Trình xuống âm phủ. Căn phòng lặng yên không một tiếng động, cánh cửa này không nhịn nổi nữa, nó không chịu được cô đơn vang lên mấy tiếng lọc cọc. Bạch Nguyệt mở cửa ra nhìn thấy Lăng Tiêu xoắn suýt đứng ở ngoài cửa. Đương nhiên tập hợp cả bốn người không phải là để chơi mặt chuột. Nhìn thấy chiếc đĩa nhỏ, Lăng Tiêu thoáng chốc nhận ra đại sư chắc chắn muốn chơi đĩa tiên. Trò đĩa tiên chỉ là chơi hai người hoặc là cũng có thể chơi ba người, nhưng nếu chơi chính thức thì phải cần tới bốn người ngồi ở bốn góc nhà đông tây nam bắc. Việc này có nghĩa là mở đường Đông Tây Nam Bắc để quỷ lần thứ tư Phương đến hỗ trợ. Lăng Tiêu tin chắc đại sư có suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà không vì lý do gì mà rủ bọn họ lại chơi đĩa tiên, liệu bọn họ có đồng ý hay không? Bạch Nguyệt nhìn Lý Trình vẫn nghiêm mặt như cũ, đến cái rắm cũng không thả. Lời mời chơi đĩa tiên đưa tới chỉ chờ bọn họ đồng ý. Thực ra Bạch Nguyệt cũng có một vài suy nghĩ riêng, dù sao ngài Diêm Vương đột nhiên muốn bọn họ chạy tới đây làm việc, chắc chắn có là có nguyên do, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà này. Dễ nhận ra Lý Trình cũng muốn biết sự thật, thế nên anh đứng lên gãy đầu với Bạch Nguyệt. Ở lầu 5, vải bố chảy xong, đầy đáy dưới nền nhà trong căn phòng nhỏ. Ông không biết Âu Dung Huy vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía của Lý Trình và Bạch Nguyệt. Dưới hoàn toàn một đống phù chú đều đầy phòng, hai bóng của người họ một đen một trắng đi vào. Âu Dung Huy tắt đèn, xung quanh lờ mờ tối đen, chỉ còn lại bốn ngọn nến đặt ở bốn tòa ánh sáng lẻ loi. Một tờ giấy đầy phù chú đặt trên mặt bàn, một cái dĩa nhóc nhỏ ướp ngược trên giấy. Bốn người chia ra bốn góc ngồi xuống. Âu Dung Huy chủ động đặt ngón trỏ lên dĩa, theo là Lăng Tiêu, Bạch Nguyệt cũng thả lỏng lên đèn. Cuối cùng là Lý Trình lạnh nhẹt ấn ngón tay lên dĩa. Sau khi tất cả đã đè lên, Âu Dương Nguy đột ngột bùa chú rồi quơ tay hai lần về phía của cái dĩa. Lăng Tiêu tò mò mà hỏi, cậu không niệm thần chú à? Âu Dương Nguy chế giễu, dĩa tiên mau đến đây. Hả, chỉ là gọi tiếng mà bọn họ sẽ tới à? Chẳng lẽ nếu như gọi Hắc Vô Thường mau tới đây thì hắn sẽ tới thật à? Sau đó không biết vô tình hay là cố ý, quét nhìn về Lý Trình một tiếng. Lý Trình rất cẩn thận, mắt mũi nhìm nhua, mũi nhìn tim. Lăng Tiêu nhìn xung quanh một vòng, rồi chuyên tâm mở mắt trở lại bùa chú. Âu Dung Huy thấy Lăng Tiêu tò mò nên kiên nhẫn giải thích. Lăng Tiêu, đây là phụ thỉnh tiên, sau khi đốt xong quỷ tiên sẽ tự nhiên kéo tới.
Lá bùa này đốt hết, y giơ cho lên trong tay, đồng thời một ngọn gió nho nhỏ chợt thổi lên trong phòng, khiến ánh nến lung linh, lay lấy, sắp tới tắt tới nơi. Bọn chúng đến rồi. Lăng Tiêu không nhìn thấy nhưng lại cảm thấy lạnh hết nổi da gà. Âu Dung Huy len lén lấy bếp bát quái cỡ nhỏ ra, quả nhiên một vài bóng đen tụ tập xung quanh. Âu Dung Huy lặng lẽ dời hướng xuống tấm gương một chút thì nhìn thấy một gương mặt giỡn tóc, tóc xõa dài trên vai cùng với một cái lưỡi dài, cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường. Mặc dù đã sớm đoán được nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trái tim của Âu Dung Huy vẫn là hồi hộp, nhảy thình thịch trong lòng ngực. Trong gương, Hắc Vô Thường dường như cảm nhận được có người đang nhìn lên, quay đầu, xuyên thấu qua tấm gương với đôi mắt mới của Âu Dung Huy. Cả người Âu Dung Huy đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh nghiêm mặt. Y không hề phát ra tiếng động, lặng lẽ thu hồi tấm gương. Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện lúc này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, vì thế y định hỏi một chút. Âu Dung Huy hắn móc ra một cái lá bùa khác đốt lên trên trời, giữa không trung trên tấm tay gương, cất cao giọng và nói: Quảng Tù Hảo Kiếp, Trấn Ngô Thần Thông, Bạch Vô Thường. Theo tiếng gọi, lá bùa đốt hết thành tro rơi lả tả, cơ thể của Bạch Nguyệt rung lên một cái, từng giọt mồ hôi bắt đầu đổ xuống trán. Lăng Tiêu tò mò nhìn vào bốn phía, Bạch Vô Thường, hắn tới rồi hả? Trong truyền thuyết, Hắc Bạch Vô Thường có gương mặt dữ tợn, nhưng Bạch Vô Thường lại có khuôn mặt hiền lành. Lăng Tiêu đã được chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng của Hắc Vô Thường, giờ lại muốn gặp vẻ mặt hiền lành của Bạch Vô Thường. Âu Dung Huy lại nói tiếp: Bạch Vô Thường, người tới đây bao lâu rồi? Bạch Nguyệt không thể không kiềm chế bản thân, dưới hiệu lực của phù chú không thể không trả lời. Cái dĩa chậm rãi chuyển động, mũi tên được vẽ trên cái dĩa kia chỉ tính mấy chữ. Lăng Tiêu đọc từng chữ, sau đó ngẫm một chút, cuối cùng kinh ngạc mà nói: Đây không phải là ngày tôi mới dọn vào sao? Không biết người đến đây là có chuyện gì? Âu Dung Huy nâng mắt lên nhìn về phía của Bạch Nguyệt. Mồ hôi trên trán của Bạch Nguyệt thuận theo gương mặt trượt xuống, nhưng dường như là cái dĩa muốn truy hỏi đến cùng. Siêu siêu vẹo vẹo hai dòng chữ: Công tác. Lăng Tiêu được mở mang tầm mắt: Công tác ư? Âu Dung Huy biểu môi, quả nhiên nhân viên dưới âm phủ toàn là có IQ cao, đánh thái cực, cực giỏi. Lý Trình lạnh lùng và nói: Bạch Vô Thường mới đến đây bao lâu, cậu cảm thấy hắn biết nhiều hơn cậu hay sao? Âu Dung Huy đáp trả: Anh biết tôi định hỏi gì hay không? Giọng nói của Lý Trình trở nên cứng rắn và kiên cường. Không phải cậu muốn hỏi chuyện tòa nhà này à, bằng không cậu ở đây chiều hôm nay làm gì? Âu Dung Huy không cầm lòng tiếp tục và nói: Bạch Vô Thường, tòa nhà này có ác quỷ phải không? Chiếc dĩa di động quả nhiên chỉ vào là không. Âu Dung Huy buồn bực, quỷ sai cực kỳ đáng tin. Có điều, nếu nói không có ác quỷ, vậy phải giải thích như thế nào về những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay? Chẳng lẽ liều là do du hồn? Không đúng, vốn du hồn chỉ là năng lượng phụ thuộc vào ý thức mới đúng. Lý Trình nhìn bộ dáng mồ hôi đầm dề của Bạch Nguyệt, anh ta đen mặt nói với Âu Dung Huy: Đừng có mà lãng phí thời gian được không? Lăng Tiêu cũng nhìn về phía của Âu Dung Huy. Âu Dung Huy im lặng một lúc, sau đó mới đưa tay đốt một tấm phù chú, quờ vài cái trong không trung, giam cầm được giải trừ. Bạch Nguyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dĩ nhỏ không có động tĩnh, Lăng Tiêu nhìn có một chút: Hắn đi rồi à? Mời đi. Vì mời đi nên dĩa để trống, bóng đêm xung quanh dường như là muốn bạo động chen chúc vào cái dĩa trống. Âu Dung Huy định đốt thêm một tấm phù chú tiền nhưng còn chưa kịp đốt hết thì bóng ma đã ồ ạt lao vào phía cái dĩa. Cái dĩa đột nhiên phát lạnh giống như là bị đóng băng. Lăng Tiêu bị hàn khí cuộn lại xung quanh hung hãn đến mức cả người run rẩy cả lên. Âu Dung Huy len lén lét nhìn cái bát quái cỡ nhỏ, y nhìn thấy những bóng đen kia chen chúc thành một cục. Khí áp trong căn phòng nhỏ giảm mạnh, lúc này thấy hoàn cảnh sắp mất không khống chế, phù chú trên tường bắt đầu tự đốt cháy mà không cần lửa, không một chút tiếng động chấn áp. Lúc này hình như những bóng đen đã bắt đầu hoảng sợ, nhưng chợt có một thứ gì đó lao vụt đi giữa bầy số hỗn loạn, xông về phía chiếc dĩa. Không đợi đặt câu hỏi, cái dĩa tự động, nó xoay liên tục vô cùng nhanh xung quanh mấy cái chữ: Không phải tôi. Như một vòng tuần hoàn, cá dĩa không ngừng chạy quanh ba chữ này: Không phải tôi. Rốt cuộc nó có ý gì? Không đợi đặt câu hỏi, cá dĩa xoảng một tiếng, nát. Lý Trình và Bạch Nguyệt liếc nhìn nhau, Âu Dung Huy nhíu chân mày. Lăng Tiêu bày đặt vẻ đau khổ không dám thở mạnh. Nghi thức thỉnh tiền đã bị gián đoạn ngoài ý muốn, đĩa bát nước tết dấu hiệu chẳng lành. Tối hôm ấy, Lăng Tiêu lực qua lực lại không ngủ được,
Hắn luôn cảm thấy có từng cơn gió lạnh và từng những bóng ma lay động xung quanh. Một vòng dây đỏ xung quanh văn phòng niệm chú. Đây là một loại pháp thuật phòng ngự cỡ nhỏ, rất là hữu dụng. Âu Dung Huy quay mặt vào tường, yên tâm thoải mái nằm ngáy o o. Hai người bọn họ đắp chung một tấm thảm, bên trên có viết đầy văn tự màu đỏ. Đây là một tấm phù đặc chế. Nệm quấn phù hộ mệnh, người đắp bùa phù mệnh. Với hai lớp phù hộ, dù hồn chỉ có thể đường đường quỷ quỷ, quỷ thần bất nhập. Đáng tiếc, Lăng Tiêu không biết những thứ này, hắn chỉ định nổi cọng cỏ cứu mạng bên cạnh. Âu Dung Huy đang ngủ, chợt cảm thấy bị thứ gì đó bóp chặt. Y mơ mơ màng màng cảm giác được Lăng Tiêu đang ôm lấy mình từ phía sau. Này này, buông ra! Âu Dung Huy bất mãn. Cùng giường cùng gói thì thôi đi, phụ nữ còn dễ nói. Nhưng những chuyện này, lần này đến lần khác lại là đàn ông. Đã là gã đàn ông còn là ôm lấy mình, đúng là đau hết cả trứng. Cánh tay ôm ngang hông, dù làm cách nào cũng không gỡ ra được. Lăng Tiêu dùng cả hai tay quấn chân vào y như nhất quyết không buông. Lăng Tiêu, buông ra! Vì không đáp thảm trong nhiệt độ trong bức nên Âu Dung Huy càng giãy giụa càng nóng, nóng đến mức sắp chảy nước ra rồi. Đại sư, đừng mà, phía sau. Giọng nói run rẩy truyền đến, Âu Dung Huy mất kiểm soát chống người lên. Từ góc độ này có thể nhìn thấy bên ngoài mép giường có một cái bóng đen đang ngồi chồm chồm hởm nhìn về bọn họ. Âu Dung Huy rất là bình tĩnh hầm xuống. Nó không có đụng được chúng ta đâu. Lăng Tiêu ngủ hoài cũng vẫn ôm chặt lấy Âu Dung Huy, quyết không cho buông cọng cỏ cứu mạng này. Hắn cứ ấp a ấp úng một hồi rồi mới gào lên, ơi tôi muốn ngủ bên trong. Tính tình của Lăng Tiêu vốn là thích náo loạn, Âu Dung Huy đành phải bất đắc dĩ chống người lên. Hai người cẩn thận từng ly từng tí thay đổi vị trí cho ngao dưới tấm thảm. Nơi Âu Dung Huy ngủ vẫn còn lưu lại độ nồng nhiệt của cơ thể. Sau khi Lăng Tiêu hưởng thụ nhiệt độ đó thì tiếp tục ôm cọng cỏ cứu mạng của hắn mà ngủ đi. Đại sư có lẽ là co giò chạy mất hắn một lần thì sao? Âu Dung Huy thở dài, tôi không có đi, cậu đừng có sợ, buông tôi ra đi. Cơ thể của hắn rụt rụt rồi cứ rụt rụt vào trong ngực của đại sư. Âu Dung Huy càng cảm thấy buồn cười, cũng ôm chầm lấy vỗ về. Thôi được rồi, đừng sợ, ngủ đi. Dù sao cũng không phải là người hiểu rõ được sự việc, nhưng tất cả những điều lọt vào sương mù, rốt cuộc nên bắt đầu tìm manh mối từ đâu đây? Ngay từ đâu đám du hồn ngăn cản, quấy rối, nhưng rồi thời gian trôi qua, chúng mà có thể đứng dưới ánh trăng, đây vậy còn có thể nói là chuyện phát tiếng nói rồi. Cho đến hôm nay, nó hoặc là bọn chúng đã có hình dạng cụ thể. Âu Dung Huyền nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc nguồn năng lượng đó là gì mà có thể khiến đám du hồn vốn chỉ là một năng lượng phù, vô hình có thể thu thập được rồi dần dần ngưng tụ thành tinh. Tòa nhà này có vấn đề, có lẽ tất cả vấn đề bắt đầu vào việc Lăng Tiêu làm vỡ tấm gương. Quả thực, nên là điều tra thêm. Mạch suy nghĩ đã bị tràn đầy tiếng ấy đánh gãy. Âu Dung Huy cúi đầu nhìn thì không ngờ người đàn ông vẫn đang rút trong lòng ngực của mình, nay đã an tâm ngủ thiếp đi. Đến đây thì tập 5 của bộ truyện Ma Lâu Quỷ Ảnh đã kết thúc rồi. Nếu hay các bạn nhớ like và share cho Bun nha. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Nam Mỹ Tường Truyện, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ tất cả các audio nào chúng mình sẽ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!